Thì bây giờ phải nằm hết ở khu ngoài vườn nha, liệu nó có chạy ra đây không thì anh em mình có quay lại vào sân nha. Con này là kiểu gì là nó bò rồi. Ở đâu? Đang nhặt mấy bỏ nó vào cho cụ. Đây. Vừa đang nhặt mấy bỏ nó này mà. À. Thế có một cái lon nó bay vào đây. Thế mình đi ra nhặt rửa mặt lên. Úi ui kinh. To lắm à? Đấy luôn. To. Sợ. Mình ở đây không? Nên mọi người thì chắc chắn là cái con này là nó phải chạy rồi. Không biết là nếu nó xuống rãnh kia mất. Chắc nó chưa chạy xa đâu, bởi vì cứ lúc đấy là anh về luôn. To lắm à? Ăn luôn. Thế không biết này có là lúc đấy là anh chạy luôn chứ không nhìn thấy là nó bò đâu gì? Không. Cái dòng này là nó chạy nó không được nhanh đâu nha mọi người, nó cũng chỉ là kiếm những cái chỗ nào nó giúp thôi. Vì cái dòng chân nó cũng như rắn là nó có khả năng nó bò quanh vườn được. Nó bò những cái kiểu như rìa xung quanh ấy. Con này nó không chạy nhanh được như thế đâu. Thế mà ông mất đấy nhỉ. Nhanh ấy. Khổ lắm à. Như bắt đùi luôn. Đâu? Con có gì nó nột nột xác nột xác rồi. Xác. Xác phải không? Xác. Xác xác xác. Yêu kinh nhỉ. Nó thoát cả cái này đấy nhỉ. Ve sầu, con này con ve sầu thoát xác. Trở thành bướm. Đều mất luôn nhỉ. Thôi nếu có trong không có trong đống này thôi anh em mình phải đi thôi. Đi ra ngoài đầu ra ngoài đầu ngõ thôi. Mình có gì đâu. Ở đâu? Ui em ơi. Chú ơi. Ui ôi. Đâu không? Ui sát vào giường. Đây. Ui giời. Ui ôi. Đó đây rồi. Ui khiếp nhỉ. Đây nha mọi người, anh em mình phải phát hiện ra nó nhá. À. Thế mà vừa mình không nhìn thấy nhỉ. Đây này, nó ở trên này này. Đây này. Ui giời. Đây nha. Con đây nó đây nha mọi người. Đây đầu đây này. Ôi giời. Ôi nó dài khiếp nhỉ. Kinh nó nằm sát ở bờ thành này luôn này. Tí nó mất này. Đấy đã bảo rồi, cái dòng này nó chỉ nằm ở giữa bờ thành thôi. Thế này. Ê ôi kinh thế, cái đầu ở đây. Kinh đầu cái mắt nó dài khiếp nhỉ. Mắt của nó đây á, cái thần của nó bố ra mãi đầu này. Ôi. Sợ.
ấy 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 nó di chuyển đấy. Nhanh thế em ạ. À. Nhanh mà, hồi nãy bò nó nhanh lắm. Đây mọi người. Đấy. Nhìn này. Nhìn nó bò này. Thấy không? Trông tôi nó bò rất là nhanh luôn. Ừ, chó ra đoạn tao thoáng này rồi, nó bắt. Anh đẩy đẩy ra là nó có đi không? Đây mọi người, bây giờ anh em sẽ phải để cho nó bò ra ngoài đoạn thông thoáng này, may nó không nổ thì mình mới bắt được nó. Đấy, nó xuống rồi đấy. Mặt chóe chứ. Xuống rồi. Đấy, đú này không? Tao đang nhặt mấy cái vỏ chai kia. Yêu ơi này, ngon này. Kính to à, ui giời. Kiểu mặt nghe phát nhìn nó luôn. Mái dòng này to nhỉ. Sao phải thấy yêu kính nó to. Tiếp đi. Đấy, cho mẹ trong sân đi. Ừ. Để đây này, để cho nó bò nuôi nuôi ra đây không? Mình cho trong sân luôn. Không tí nữa gọi người ra bắt cho dễ. Đây này, phải đây. Anh em ra rút cái đuôi ra này. Em nhảy vào trong sân đi. Được. Để trong sân để anh bắt cái đầu nó vào. Được. Cho đây. Rồi. Cho đây. Được. Này nó mùa này. Này. Quý giời kinh. Của xác ở chân tường luôn. Cái giống chăn rắn là bao giờ là nó cũng chọn những cái điểm sát tường là nó bò nha mọi người. Khôn mà giống chăn rắn nó khôn lắm. Tiếp kìa. Con này em dài mấy mét? Con này dài 7-8 mét là trung bình. Tiếp kìa. Con này nó mà lớn thì nó dài lắm. Ui tình nó bò hẳn. Này nhìn này. Đây mọi người. Nhìn nó bò này. Trời ơi nó dài kín ở đây luôn đấy nhỉ. Kinh. Trời ơi con này nó dài khiếp nhỉ. Này. Nhìn này. Bắt rồi. Nghe chưa cái nào này. Nó toàn mày. Ui kiểu kinh ấy ấy. Kết chưa? Gớm mày. Dạ màn thế nhỉ. Nải con đàn vàng khủng bố luôn nha mọi người. Quá là kinh khủng. Gì đi nhỉ? Đấy, anh ơi, gọi người ra xong rồi anh em thì phát nó vào đi. Ok nha. Để gọi thêm người ra. Ở con này nó to quá nhá mọi người. Thì anh em sẽ gọi thêm người với phương tiện để ra vận chuyển con chăn này vào nhá. Thì mọi người đón xem cái tiếp theo anh em nhá. Chào mọi người. Xin chào mọi người nhá. To ấy nhỉ. Ui da. Nhớ là gọi luôn cả cái cay cay nhá. Ok. Tại ông vừa cái mất đi.